Thưa quý vị và các bạn, trong hội đồng quan lớn, có một vị quan luôn kề cận bên đức vua cha, được vua cha giao nhiệm vụ trông lo sổ sách và kho tàng kinh thư nơi thủy cung. Ngài luôn linh ứng để giúp đỡ nhân gian, đặc biệt là những ai sống hiếu thảo thuận hiền sẽ được quan ông ghi chép sổ sinh để được thọ trường. Anh linh là như vậy, nhưng có lẽ do ngài không dám phạm nên tên tuổi của ngài còn ít người biết đến. Ngài chính là vị quan lớn thứ 7 trong hàng lục phủ tôn ông. Còn vua Thủy Quốc Động Đình, Đào Tiên Điều Thất, anh linh khác thường. Bóng quan lớn anh linh tế độ, tài lược thao văn vũ ai qua. Đêm ngày chầu trực vua cha, sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền. Quan lớn Điều Thất Đào Tiên, hay còn gọi là quan lớn Đệ Thất, là quan lớn thuộc hàng thứ 7 trong hội đồng quan lớn. Tước phong Đào Tiên Đệ Thất, Điều Thất Hoàng Thái Tử Vương Quan Thượng Đẳng Tố Linh Thần. Ông là con trai thứ 7 của vua cha Bát Hải Động Đình, luôn luôn kề cận bên vua cha. Ông cũng là vị văn quan luôn kề cận bên vua cha, được vua cha giao cho biên sổ, coi giữ kho tàng kinh thư nơi thủy cung. Quan lớn luôn cứu giúp người trần gian, hễ ai là người sống hiếu thuận đều được quan biên chép sổ sinh được thọ trường. Tương truyền, quan Điều Thất là một trong 10 vị tướng của vua cha Bát Hải Động Đình trong cuộc chiến chống quân Thục vào thời vua Hùng Vương. Sau này, các tướng của vua cha Bát Hải đều được coi là con của đức vua cha. Vậy nên, quan Điều Thất được coi là con trai thứ 7 của ngài. Theo thần tích đền Đồng Bằng, thì vào thời Hùng Vương thứ 18, các nước lân bang như Ai Lao, Vạn Tượng, Chiêm Thành hợp sức cùng quân phương Bắc. Nhân vua Hùng già yếu đã hẹn phối hợp xâm lấn nhằm thôn tính Lạc Việt. Thanh thế của giặc chấn động cả biên thùy. Thư cấp báo đưa tin giặc dữ chuyển về kinh đô, một ngày đến năm lượt. Hùng Duệ Vương rất lo lắng trước thế giặc quá mạnh, liền cho người đi mời Sơn Thánh về kinh hiến kế phá giặc. Nghe lời Sơn Thánh, Hùng Vương sai sứ giả về Hoa Đảo Trang, tức là đất An Lễ bây giờ, để truyền chỉ dụ Triệu Kỳ Nhân dẹp giặc. Khi sứ giả về hỏi, dân thôn kể về việc Giao Long ẩn thân trong giếng cạn trước đây. Sứ giả đến bên giếng sướng truyền sắc chỉ, thì thấy hoàng xà hiện ra, rồi bỗng hóa thành một chàng trai lực lưỡng, tuấn tú hơn người. Ngài nhận chỉ dụ, nhờ sứ giả báo với vua Hùng là sẽ triệu hai em, tuyển 10 tướng, chiêu mộ binh sĩ, đánh giặc trên cả 8 cửa biển nước Nam, hứa sau 3 ngày là giặc tan. Ngài có tên là Vĩnh Công, tức là vua cha Bát Hải Động Đình. Tương truyền, ngay ngày tuyển mộ đầu tiên, Vĩnh Công đã chọn được 3 tướng là quan lớn thượng, tức là quan đệ nhất, quan đệ tam và quan đệ tứ. Trai tráng duyên hải kéo đến đầu quân rất đông, nhưng đến trưa ngày thứ 10 theo hẹn vẫn thiếu một tướng. Vĩnh Công lập đàn cầu, trời điều Tam Thái Tử xuống đầu quân, ngài giáng xuống Bảo Hà, Lào Cai. Tương truyền thấy một tiếng sét dữ dội tại đó, rồi một luồng hào quang bay về nơi Vĩnh Công tuyển tướng, tụ thành một chàng trai tuấn tú xin ứng tuyển, đó chính là quan Điều Thất. Đúng hẹn 3 ngày, Vĩnh Công cùng tướng sĩ đánh giặc dữ trên cả 8 cửa biển, đất nước trở lại thanh bình. Riêng quan Điều Thất về trời ngay sau khi thắng giặc. Vĩnh Công thương xót cho lập bàn thờ ngay tại Dinh Công Đồng, là nơi Vĩnh Công cùng chư tướng tề tựu bàn việc, đó chính là đền thờ quan Điều Thất ngày nay. Quan Điều Thất thường ít ra ngự đồng vì ông chỉ làm việc cận bên vua cha Bát Hải Động Đình. Nhưng khi hầu về hàng quan lớn, sau khi thỉnh ngũ vị tôn ông đều phải thỉnh quan lớn Điều Thất về tráng bóng. Trong số ít trường hợp ông ngự về đồng, ông thường mặc áo đỏ điều thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương và khai quang. Do có công lao lớn với đất nước vào thời Hùng Triều thứ 18 mà ông được nhân dân lập đền thờ. Đền thờ ông được xây dựng với tên gọi Đền Quan Điều Thất tại vùng đất lúa Thái Bình. Tuy là vị quan thân cận với vua cha Bát Hải Động Đình, nhưng ông được lập đền thờ riêng, chứ không phối thờ trong đền đồng bằng thờ vua cha. Đền quan lớn Điều Thất tọa lạc tại xóm 5,
thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách đền Đồng Bằng khoảng 500 mét. Nơi đây cũng là nơi hóa của ông ngay sau khi cùng Vĩnh Công, vua cha Bát Hải đánh đuổi xong giặc ngoại xâm. Tương truyền, khi xưa đền chính là nơi họp bàn chiến sự của vua cha cùng bá quan văn võ. Đền thờ có từ thời Hùng Duệ Vương thứ 18. Do thăng trầm của lịch sử nên ngôi đền bị xuống cấp nặng nề. Đến năm 1994, nhân dân cùng khách thập phương gần xa đã quyên góp để tôn tạo, tu sửa lại các hạng mục kiến trúc của đền. Đến nay, đền đã trở nên khang trang và bề thế với 5 tòa thiết kế theo kiểu chữ công. Trong đó có 3 gian cấm điện, 3 gian trung tử, 5 gian tiền đường và 5 tòa giải vũ. Ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm được chọn là ngày tiệc quan điều thất. Vào ngày này hay những dịp đầu xuân năm mới, du khách gần xa và người dân địa phương thường về đền quan điều thất để thắp hương dâng lễ. Quan lớn điều thất được cho là luôn linh ứng để cứu giúp trần thế, nên người ta hay cầu ngài phù hộ trường thọ và cầu lộc, cầu tài. Khi thỉnh quan điều thất về ngự đồng, văn thường hát: Trấn Nam Thiên Hải Hà Trung Tú, nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh. Con vua Thủy Quốc Động Đình, đào tiên điều thất anh linh khác thường. Bóng ông lớn anh linh tế độ, tài lược thao văn vũ ai qua. Đêm ngày chầu trực vua cha, sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền. Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ, vâng lệnh truyền tế độ muôn dân. Uy gia lẫm liệt như thần, giang hà ngoại hải đội ân phục tòng. Bóng ông lớn thung dung khí tượng, vẻ râu rồng mắt phượng ai đương. Thông minh chứng trực uy cương, trừ tà sát quỷ phép càng thần thông. Giá ngự đồng những người thanh quý, tuyên văn chầu dáng khí anh linh. Có phen biến tướng hiện hình, hồ phong hoán vũ phép kinh ai tày. Có phen ngự phủ dày thiên bản, vào quỳ tâu chính quán mẫu vương. Có phen chơi cảnh đổi ngang, chầu đến thánh mẫu thượng ngàn anh linh. Lên thiên đình chầu vua thượng đế, lại về chầu thủy tế long cung. Thuyền rồng trèo quế buồm lan, khi trôi nước nhược khi sang ngũ hồ. Có phen dạo kinh đô thành thị, ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi. Có phen dạo khắp mọi nơi, tiêu giao tây trúc thảnh thơi Phật tiền. Có phen ngự tản viên tam đảo, hội quần tiên đàm đạo sướng ca. Cung đàn thánh thót thánh tha, rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài. Tiệc vui vầy thỉnh ông điều thất, vốn con trời cai đất thủy cung. Sắc rồng choi chói vua phong, quyền cai thiết chế uy hùng dậy vang. Chuyển mười phương trên trời dưới đất, quản thông chi quy Phật thuyền ra. Cầu ô ông Bắc Ngân Hà, liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời. Mới thử chơi sao xa lác đác, cửu diệu cùng đài các đế tinh. Tam quang thất đầu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên đình hà xa. Mới hỏi quan Nam Tào Bắc Đầu, số nhân gian lão ấu chép biên. Người nào trung hiếu thảo hiền, tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng. Một nén nhang xin ông soi thấu, hộ trì cho lão ấu thiên xuân. Quan về giáng phúc trừ tai, khuông phù đệ tử xuân lai thọ trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video về thân thế, thần tích của quan lớn điều thất Đào Tiên, vị quan thứ 7 trong hàng lục phủ Tôn Ông. Hy vọng với những chia sẻ của An Lạc Từ Tâm, quý vị và các bạn đã phần nào hiểu hơn về vị quan anh linh chưa được nhiều người biết đến này. Tháng 8 dỗ cha, nếu bạn có về Thái Bình, về đền Đồng Bằng dâng hương tưởng nhớ vua cha Bắc Hải, đừng quên ghé qua đền quan điều thất Đào Tiên để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với bậc thánh nhân năm xưa đã anh dũng xông pha trận mạc, bảo vệ sự bình yên của non sông đất nước này.